Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Kê Thân. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với clip vào lúc 20 giờ tối hàng ngày và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên sóng với sản phẩm rất mới của shop em, đó là sản phẩm áo nỉ cổ tròn. Và em cũng nói luôn là thời điểm gần đây thì nhà em cũng có một vài khách kiểu mới ấy. Thế nên đặt hàng xong là đến nơi gọi điện lại không nghe máy ấy. Chính vì thế nên là bây giờ nhá, em sẽ phải áp dụng một cái phương pháp để lọc khách. Tức là khách nhà em rất là đông, mọi người biết rồi. Và chính vì thế nên là em sẽ phải lọc khách là kiểu những người nào mà có nhu cầu mua hàng thực sự thì em mới cho đơn đi nhá. Bởi vì bọn em còn phải đóng gói, đóng bảo hiểm, đủ các kiểu nữa cơ. Và đối với khách hàng mới thời điểm hiện tại thì bắt buộc là phải cọc trước tiền ship là 50.000 cho một sản phẩm. Còn nếu không thì đơn không đi nhá, đơn không đi. Và khách hàng cũ, khách hàng quen của shop em thì vẫn như vậy thôi. Và ngay bây giờ để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm áo nỉ ngày hôm nay với giá là 300.000 cho một sản phẩm, bao check chính hãng toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship. Và chúng ta sẽ vẫn đến với những sản phẩm áo nỉ cực kỳ ngon của đầu mùa. Và bắt đầu thôi với mã em nhá. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên đi. Anh em đợi em tí nhá, để em cởi cái áo khoác này ra. Hơi nóng. M1 chúng ta sẽ đến ngay với một con Amberlo nỉ dày nhá, một con nỉ dày của Amberlo với rộng vai 46, dài 66 và độ rộng bụng là 50. Đây là một con nỉ dày màu trắng đen anh em nhá. Rộng vai 44, dài 66 và độ rộng bụng 50 thì cứ 6572, cân nặng 60 70 mà cứ em. Hàng của Amberlo và con này là made in Korea, hàng Hàn Quốc với mã sẽ là M1. Một con áo nỉ dày phù hợp cho mùa thu xe lạnh hoặc là mùa đông mặc đều ok. Nó sẽ có dòng chữ Amberlo ở đây. Chất liệu là 100% cotton và là chất liệu rất dày. Hôm nay sẽ có khá nhiều con hay đấy nha, thế nên là anh em cứ bình tĩnh. Tiếp tục là Bucaro ạ. Bucaro là một cái thương hiệu rất nổi tiếng. Và con này thì lại tiếp tục xuất xứ từ thị trường của Hàn. Toàn bộ logo Bucaro ở đằng trước ngực là thêu hết nhá. Con này thì 68 đến khoảng 75 và cân nặng là 65 đến 75 với rộng vai 47, dài 70 và độ rộng 52. Chất nỉ dày và nó sẽ có kiểu gọi là một cái lớp được gọi là nỉ bông ấy. Đây là con nỉ bông rất là dày ở trong để phù hợp cho anh em mặc áo ở phía bên trong cho mùa gọi là mùa thu lạnh hoặc là mùa đông. Chứ mùa thu mà theo kiểu xe xe như thế này thì chúng ta sẽ mặc những cái con áo mà em sẽ lên clip trong mấy ngày nữa. Tức là nó sẽ là một cái con áo mà chất giống áo phông nhưng mà dài tay ạ. Mã 3 chúng ta sẽ đến với Fila. Rộng vai 49, dài 74 và độ rộng 54. Con này là một con Fila màu vàng đen. Hôm trước là em khi em mở kiện thì em có gọi là có trêu rằng là đây là một sản phẩm mà giống kiểu con rắn cắm nong anh em ạ. Màu rất đẹp. 6572 cân nặng 6575 nhá. Con này đến 6575 mặc ok đấy. Fila chính hãng và độ mới rất cao. Anh em về anh em chỉ cần giặt qua một lần nước thôi là anh em sẽ thấy nó về form rất là đẹp luôn. Con này cũng là cô tổng. Mã tiếp theo là mã 4, chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Con này thì mặc mùa thu hợp lý này. Bởi vì là nó là một chất liệu khá mỏng, cốt tông mỏng của Aniquilo màu xanh rêu. Hàng Ani thì lúc nào cũng trên 95%. Rộng vai 46, dài 66 và độ rộng 52. 6572 cân nặng 60, 68. Con này form slim fit nhá. Nhưng mà độ mới áo là từ đầu đến chân là em đã check hết rồi. Trước khi mà em mở, anh em có thể thấy những cái clip mở hàng đông sớm của em. Mã 5 chúng ta sẽ đến với Aniquilo tiếp ạ. Rộng vai 52, dài 70 và độ rộng 58. Con này thì 6572 cân nặng 60 70 này. Con này là màu đen nhá. Tay tiếc là thứ như bo chun của tay còn nguyên luôn anh em. Bo này chỉ cần giặt qua một lần nước thôi là rất là đẹp. Còn nếu mà anh em mà thích kiểu nhận một cái con hàng mà đã được giặt là ủi các thứ hẳn hoi thì anh em cộng thêm 50.000 cho sản phẩm luôn em. Và em cầm đi giặt cho. Mã 6 ạ, chúng ta sẽ đến với một con nỉ của thương hiệu Center. Đây là một con xám lông chuột. Đẹp chưa? Ui, cởi áo ra thì lại lạnh. 6572 cân nặng 60-70 ạ. Đẹp lắm. Con này kiểu tay tiếc là thứ còn nguyên. Và cái màu nguyên bản của nó là màu xám trắng này nhá. Con này cũng thực ra nó cũng không phải là xám lông chuột hẳn đâu. Con này là màu xám nhạt, thị trường Hàn và tem của nó ạ. Mã 6 rộng vai 52, dài 69 và độ rộng 157. Con này nó sẽ phù hợp với anh em nào mà yêu thích kiểu cái màu sang trọng đi.
Tiếp tục chúng ta sẽ đến với búc caro với mã 7, rộng vai 54, dài 73 và độ rộng bụng là 58. Nỉ chân cua, rộng vai 54, dài 73. 6572 cân nặng 60-70 nhé. Bọn này mặc cực kỳ thoải mái luôn. Búc caro thương hiệu nó to nhé. Chúng ta còn có cả Tommy Hilfiger, có cả Adidas nữa. Cứ từ từ ạ. Mặc dù cái kiện năm nay nhá, em thấy là kể cả kiện gió hay kiện nỉ hiệu nó ra rất là ít. Thế nên em phải mở nhiều dã màn mới ra được lần này đây nha. Ngày xưa thì chỉ cần mở một kiện thôi là đủ clip, bán cho một clip rồi, nhưng bây giờ cứ phải ba kiện. Đây này, siêu phẩm này, mã 8 Adidas. Rộng vai 50, dài 72 và độ rộng 54. Anh em nhớ nhá, là khách hàng mới cọc trước 50.000 giúp em. Để anh em chắc chắn anh em mở hàng ra xem ấy, nếu mà không nhận thì cũng ok thôi. Đối với em thì cái câu chuyện đấy nó không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, nhưng mà có nhiều anh em đến nơi gọi điện mà không nghe máy ấy. 6572 cân nặng 60-68 thì nó rất khổ cho shop anh em. Làm kinh doanh nó đã khó rồi. Mã 9 ạ, Polar Ham. Rộng vai 53, dài 70 và độ rộng 53. 6572 cân nặng 60-68 tiếp ạ. Nhân viên em thì kiểu nói chung là các bạn ấy không có kinh nghiệm trong cái việc tư vấn cho lắm. Nhưng mà em thì em lại không có thời gian để ngồi tư vấn ấy. Có nhiều khách kiểu giải thích nó bị khổ. Ví dụ như là thắt lưng da, ví da mới trên 98%, nhưng mà muốn nó mềm như kiểu là cái hàng đã sử dụng lâu năm ấy, rất là khó. Bởi vì là nhá, ví dụ như kiểu những cái sản phẩm da của nhà em ấy là mới đầu sờ nó sẽ cứng, nhưng mà càng dùng nó càng mềm ra, thì cái đấy ai sử dụng da chả biết rồi. Nhưng mà có nhiều khách họ không biết đâu. Mã 10 ạ. Đẹp chưa? Toàn bộ cái hàng cúc này là kim loại nhá. Đẹp lắm. Cái con này mà ai không lấy em sẽ để mặc. Rộng vai 48, dài 66 và độ rộng bụng 50. 6572 cân nặng 60-65 ạ. Tại sao em lại nói vậy? Là bởi vì là đây là một con thiết kế rất đặc biệt của Gu này, hàng Nhật Bản. Nỉ chân cua đi ạ. Đây, Dickey chính hãng này, với mã 11 đấy ạ. Ai thích Dickey thì chọn mã này giúp em. Rộng vai 40, dài 58 và độ rộng bụng là 45. Dưới 1m68 và dưới 65kg, con này size S nhé. Bây giờ nhá, mà lấy hàng thì chưa chắc đã bán được nhiều. Nhưng nếu không lấy hàng của thời điểm này thì đến giữa mùa hàng nó xấu cực kỳ luôn, thậm chí không có hàng mà mở luôn. Tiếp ạ. Mã 12 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Rộng vai 46, dài 63-64 và độ rộng 48 này. Con này màu hồng tía, gọi là màu hồng đất được. 6572 cân nặng 60-65 đấy nhá. Con này mặc form slim fit. Và em cũng nói luôn là Aniquilo của nhà em, từ áo phông đến áo thu đông và đến áo nỉ này thì nó đều trên 98 hết. Mới đét đẹp đẹp luôn, không khác gì hàng mới luôn. 13 chúng ta sẽ đến với một con của Jordan này. Đây. Rộng vai 45, dài 68 và độ rộng bụng 47. Jordan Jumpman. Dưới 1m68 và dưới 65kg, hàng cực kỳ siêu phẩm luôn nhá. Nike Jordan đấy. Dã man không? Dã man không? Rất nhiều tem nhá. Tem Nike lúc nào cũng nhiều như này. Con này mà mua mới là phải 3,5 triệu đấy anh em ạ. Đấy là lý do tại sao mà em không thích phục vụ những khách hàng mà họ không nghiêm túc với shop. Mã 14 chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Masgit. Một cái tem rất là đẹp như thế này. Lúc đầu em mở con này em tưởng là nó của Sub cơ, Subrim ấy, bởi vì nó khá giống nhau. Rộng vai 52, dài 70 và độ rộng 52. 6572 cân nặng 60-70. Cái con này ấy thì thị trường sản xuất của nó là thị trường Hàn. Tem của nó cũng là tem Hàn luôn. Nhưng mà đây là một con nỉ dày. Con này chỉ phù hợp mặc mùa đông thôi em. Mùa này mặc là bị nóng. Tiếp ạ. 15 Reebok Classic. Rộng vai 48, dài 71 và độ rộng bụng xe 52. Nỉ trơn 6572 cân nặng 60-70 nhá. Màu đen. Hàng của Reebok. Thôi nhá, khỏi phải nói đâu. Em nói thật là mấy con này thì chắc chắn là trong lai là bay, không cần thiết phải đến mùa đông lạnh anh em ạ. Đây, tiếp tục là một siêu phẩm này. Tommy Hilfiger với mã 16. Con này về anh em giặt qua giúp em nhá. Bởi vì con này là màu vàng kem, thế nên là giặt qua giúp em. 6572 cân nặng 60-70 nhá. Cứ giặt qua là nó về màu gốc ấy là nó rất là đẹp luôn anh em. Nhưng mà phải mất công giặt một chút. Hàng của Tommy đấy. Mã này của chúng ta sẽ mã 16, rộng vai 46, dài 70 và độ rộng bụng sẽ 50. Đây, 6572 cân nặng 60-70, siêu phẩm đấy. 17 chúng ta sẽ đến với hàng của NBA.
NBA. Ai mà chơi cái thương hiệu này thì sẽ biết nó đắt đến như thế nào. Con này về anh em nhớ mặc nhiều nhá, bởi vì là cái logo đằng trước của nó 100% là làm bằng cao su đấy ạ. Đây này, làm cực kỳ nét luôn. Nhưng mà cái logo này ở ép ở trong kiện nên nó chưa thẳng ra được luôn đâu. Hoặc là treo lên đến mùa mặc anh em. 6572 cơ nặng 60-70, rộng vai 52, dài 73 và độ rộng bụng sẽ là 56. Hàng chính hãng của NBA anh em nhá. Nhà em thì toàn thương hiệu to thôi. Bây giờ sợ nhất là gặp khách kiểu tháng cô hồn, gặp khách kiểu gọi là gì nhỉ? Bây giờ mà nói về khách như thế thì nó cũng không hay lắm, nhưng mà gặp khách kiểu đặt cho vui ấy. 18 á, New Balance này. Thì em không thích. Rộng vai 50, dài 74 và độ rộng 57. 6572 cơ nặng 60-70, hàng của New Balance. Anh em mở hàng ra kiểm tra hàng, không nhận thì có quyền trả lại cho ship. Nhưng mà đây là còn có một vài khách là đến nơi gọi điện còn không được cơ. Bao nhiêu công đóng gói anh em. Nỉ giày nhá. Mã tiếp theo là mã 19, chúng ta sẽ đến với Lecoq Sportif. Rộng vai 47, dài 69 và độ rộng 50. 6572 cân nặng 60-68. Còn anh em cứ đi nghiên cứu tất cả các kênh đi ạ. Kênh nhà em là cái kênh dẫn đầu về số lượng người theo dõi, cũng là cái kênh bán được nhiều hàng nhất về mặt hàng hai he này ở trên YouTube. Anh em cứ đi nghiên cứu xem em nói có đúng không. Chính vì thế nên là mua hàng của nhà em ấy là toàn thương hiệu to, không mua được ở đây thì không mua được ở đâu đâu. Nike với mã 20, rộng vai 46, dài 67 và độ rộng 51. Đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-70. Hàng đầu mùa nó mới đẹp như thế này, đến giữa mùa làm sao còn hàng này được anh em. Đến giữa mùa hàng nó ối giời ơi lắm. Mã tiếp ạ, 21 chúng ta sẽ đến với USPA. Thương hiệu ra đời vào năm 1890. Logo giống Ralph Lauren phết. Đây USPA. Nỉ dày nhá. Rộng vai 48, dài 69-70 và độ rộng 55. 6572 cân nặng 60-68, hàng của USPA. Đây này, logo hình chữ P và thêu ở đây. Đấy, nhìn hàng hiệu phát biết nhau ngay anh em. Hàng này mà anh em ở trong miền trong, mà đặc biệt là ở chỗ Đà Lạt, Lâm Đồng các thứ ấy, thì em nghĩ là mùa này mặc được rồi. 22 chúng ta sẽ đến một con khoác của Adidas Neo nha. Rộng vai 50, dài 82 và độ rộng 57. Xịn chưa? Đây em mặc cho mọi người xem. Con này là áo khoác, nó lẫn ở trong kiện này. Con này thì phải 68 đến 75 là chiều cao, hoặc là cao hơn một chút cũng được. Còn cân nặng là 65 75 nhá. Đây là một con khoác nỉ của Adidas chính hãng đấy. Ui, con này em nghĩ là trên 1m7 mặc sẽ đẹp hơn đấy. Hoặc là anh em phải thực sự to người thì mặc sẽ ok. Nó sẽ có cái logo Adidas chạy dọc ở ngực này. Đây, và đương nhiên rồi, phải cho mọi người xem hết tất cả những thứ có thể xem nhá. Trên một con áo đặt quyết định mua giúp em. Đây, logo tem mác đầy đủ, nỉ, keo khóa. MLB với mã 23, rộng vai 52, dài 67 và độ rộng 54. MLB Hàn Quốc chính hãng đấy. Con này bị ấp màu nhẹ nhá, nhưng mà cái hình in đằng trước ngực của nó đẹp chưa. Anh em về giặt qua giúp em nhé. 6572 cân nặng 60-68, hàng chính hãng của MLB này, toàn siêu phẩm đấy. Con này màu cam. Em nói thật với anh em là em không nói điêu đâu, không bán cho người này thì bán cho người kia. Thế có rất là nhiều khách mà em kiểu em bán một hai đơn tính em nó bị đồng bóng, em khó chịu đem ngừng phục vụ luôn, gớt. 24, rộng vai 47, dài 71 và độ rộng bụng sẽ là 52. 6572 cân nặng 60-68, hàng của gớt nhá. Đây là một con nỉ cốt tông 100%, thế nên là rất là dễ bám bụi đây anh em, giặt qua giúp em nhé. Mã tiếp chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm, nhưng con này bị cắt tem rồi. 25, rộng vai 46, dài 67 và độ rộng bụng 47. Nhưng chúng ta có thể nhìn cái logo để biết là nó là chính hãng hay là không bằng kinh nghiệm. 6572 cân nặng 60-68. Đây là một con của Supreme, anh em nhìn cái logo của Supreme này. Thêu rất đẹp ở đây nhá. Con này nếu mà mua mới của nó là gần 20 triệu ấy. 6572 cân nặng 60-68. 26 ạ. Đây anh em nhìn này, The North Face mới đét rồi. Nỉ VIP đấy ạ. Rộng vai 50, dài 65 và độ rộng 50. Mấy cả là nhà em cũng nhắc lại luôn một lần nữa,
nói nốt con này đã. 1m65, 1m72, cân nặng 60, 68. Không mặc cả nhá, dưới mọi hình thức. Không mặc cả dưới mọi hình thức giúp em nhá. Hàng nhà em mà không có mặc cả đâu. Tính em nó như nào anh em mua quen biết rồi. Mã tiếp theo ạ, 27 MLB. Đây. MLB. Hình in đằng trước ngực đẹp chưa? Hàng hiệu có khác nhỉ? Toàn bộ logo thêu hết này. Rộng vai 49, dài 69 và độ rộng 53, 65 72 và cân nặng là 60 68 tiếp. Tem Hàn nhá. Nỉ chân cua, hàng MLB cực kỳ đẹp luôn. Cái hàng này em mới mở đây anh em. Mấy cả anh em cũng nói với mọi người, đây là cái câu chuyện của riêng em. Em mở bằng tiền mặt và em bỏ ra rất nhiều tiền để em nhập hàng, nên là em không muốn bán hàng kiểu linh tinh anh em. Nhà em làm 3-4 kiện một ngày. Fila mà toàn hàng nước một thôi. 28, rộng vai 49, dài 73 và độ rộng 52, 65, 72, cân nặng 60, 70. Hàng ở Fila. Nên đừng so sánh em với cả nhà khác. Nhà khác cứ gọi điện đến là còn hàng, và gọi điện đến lúc nào cũng được, bởi vì họ không có khách. Mã tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một con Adidas màu đỏ. Rộng vai 44, dài 66, độ rộng bụng 47 với mã 29. Cứ 300.000 cho một sản phẩm giúp em nhé. 65, 72, cân nặng 60, 65. Tem. Tem ngày sản xuất, mã cốt. Tem QR còn nguyên. Thêm một cái tem nữa của Hàn. Đây. Đủ uy tín nhá. Nỉ ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 30. Chúng ta sẽ đến với con này của thương hiệu Rats và Made in Korea ở cái tem phía bên dưới này. Nỉ chân cua, rộng vai 48, dài 72 và độ rộng 57. Tại sao em lại lấy con này? Em nhìn kỹ giúp em. Toàn bộ logo ở tay, đằng sau và trước đều là thêu hết. Và con này thiết kế khá giống với Tom Brown. Con này 6572, cân nặng 60 đến khoảng 75kg nhá. RC này. Này, nó rất đẹp. Chính vì thế nên em mới lấy anh em ạ. Đây. Con này thiết kế cực kỳ thời trang nhá. Anh em nào mà mặc con này vào trẻ. Trẻ hơn chắc phải đến 5-7 tuổi. Mã tiếp theo là mã 31. Chúng ta sẽ đến với Huawei California. Đẹp chưa? Đây. Thêu toàn bộ 6572, cân nặng 60-70. Thêu toàn bộ ở dưới nhá. Đấy. Mã này của chúng ta sẽ là mã 31. Nỉ chân cua. Năm nay hàng nó về không được nhiều đâu anh em. Nhanh tay giúp em. Mã tiếp sẽ là mã 32. Một con Tommy Hilfiger. Rất đơn giản nhưng lại rất đắt tiền nếu phải mua mới. Đây. 6572, cân nặng 60-70 với mã 32, rộng vai 45, dài 66 và độ rộng 52. Tommy chính hãng. Anh em cứ khảo toàn bộ thị trường đi. Xem chán đi. Tin tưởng thì mua anh em. Nên em không ép ai mua cả. 33, New Balance. Rộng vai 47, dài 69-70 và độ rộng bụng sẽ là 50. Màu trắng nhá. Con này màu trắng kem, hàng của New Balance. Về nhớ giặt qua rồi sau đấy là phơi lên, nhìn lại con áo một lần nữa xem nó có xứng đáng để mua hay không. 6572, cân nặng 60-68. Em mở nhiều quá nên em không có thời gian em giặt đâu. Marvel này. Dã man không? Rộng vai 34, à nhờ, mã 34. Đây, nó sẽ có logo Marvel ở đây. Và toàn bộ logo này đều lại in nhiệt hết. Logo đằng sau. Đây. Marvel logo đằng sau này. Con này rộng vai 46, dài 68 và độ rộng bụng 51. 6572, cân nặng 60-68. Ai mà mua con này thì đây, từ từ đã. Anh em đợi em một chút nhé. Em có một cái này, khá là hợp với con này đấy. Nhà em đồ gì cũng có mà. Đây này. Đợt trước là em có một cái túi của Marvel như thế này. Đây là cả cặp này nhá. Nếu ai mua áo riêng thì vẫn là 300. Nhưng mà cả cặp ấy, cả cặp lẫn áo. Với cái mã này là mã bao nhiêu? 34 ạ. Cả cái cặp này em sẽ bán cho anh em với giá là 600. Thế cho nó nhanh tay nhỉ. Còn không bằng 1/3 cái áo này mua mới. 35, Nike Made in Cambodia. Rộng vai 48, dài 71 và độ rộng bụng sẽ là 52. Con này có túi nhá.
một con nỉ đen của Nike 6572 cân nặng 60-68. Anh em đi săn ở tất cả mọi nơi mà bán những cái đồ high hand như này ấy, có khi anh em đi cả ngày cho tất cả các gian hàng anh em cũng không kiếm được một đủ nổi một cái clip này đâu. Em khẳng định với mọi người, em kinh nghiệm đi săn ngày xưa em quay clip nhiều dã man luôn. Em biết mà, Discovery ạ. Những thằng như bọn em là bọn nó nhặt hết hàng hiệu rồi. 36, rộng vai 59, dài 69-70 và độ rộng bụng sẽ 55. Hàng của Discovery. 6572 cân nặng 60-68 nhá. Mấy cả chơi hàng này ấy là đa phần là tin vào cái thằng bán thôi. Chứ còn về gọi là cái câu chuyện liên quan đến hàng hóa, kinh nghiệm thì em nghĩ là nhiều người mới họ cũng mới chơi thế. Thế nên là họ chắc là họ chỉ tin vào thằng bán thôi. Tức là thằng bán nó có uy tín hay không, cái kênh nó to hay nó nhỏ, nó đầu tư bao nhiêu tiền vào kiện hàng, nó có bao nhiêu mặt hàng, nó làm bao nhiêu thứ. Đấy thì anh em nên tin vào điều đấy. Chứ còn bây giờ mà cứ mua hàng của mấy thằng nhỏ nhỏ, xong đến lúc hàng nó có vấn đề thì cái á, nhắn tin nó block luôn. Nhà em không bao giờ có câu chuyện làm như thế luôn. 37 ạ. CK 6572 cân nặng 60-68, rộng vai 47, dài 66 và độ rộng 49 nhá. Nỉ chính hãng của CK. Bởi vì em xác định đây là một cái nghề mà em sẽ theo đuổi nó lâu, chính vì thế nên là giữ uy tín, không giữ tiền. 38, chúng ta sẽ đến với một con Dickie. Nhưng mà con này cổ hơi rộng nhỉ. Rộng vai 49, dài 72 và độ rộng bụng sẽ là 54. 6572 cân nặng 60-70. Một con rất đẹp của Dickie. Nhưng mà em nghĩ là con này anh em phải về phải giặt là lại đấy. Con này ép kiện nó hơi kỹ anh em ạ. Mặc dù tay này, anh em nhìn tay này, chùn còn nguyên luôn này. Đây, Dickie chính hãng, tem hàn. Mã bao nhiêu nhỉ? Anh quên mã. Mã con Dickie là 38 nhá. 39 này, chúng ta sẽ đến với Adidas tem xanh. Con này của mấy năm trở lại đây này. Rộng vai 53, dài 70, độ rộng 57. Một con Adidas tem xanh, đẹp chưa? Uầy, đẹp, dã man, màu này đẹp. 6572 cân nặng 60-70 nhá, cứ thế mặc giúp em. Adidas chính hãng đấy ạ. Tem code này, QR. Đây, thêm một cái tem thông số kỹ thuật và hai cái tem trên. 40, chúng ta sẽ đến với Nike. Rộng vai 51, dài 66 và độ rộng 52. Một con Nike Basic, nhưng mà con này chắc chắn sẽ bay trong line. Logo thêu 6572 cân nặng 60-70, chắc chắn sẽ bay đấy. Những cái con nào mà em bảo chắc chắn sẽ bay thì sau like anh em đừng hỏi lại nhé. Và cũng đừng gọi điện hỏi xem mã này còn không, bởi vì câu trả lời sẽ là hết với cái lượng theo dõi thời điểm hiện tại. 41, chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm The North Face. Rộng vai 52, dài 67 và độ rộng 58. The North chính hãng. 400 đô đấy ạ. Tác ra thật của The North này. Bây giờ mấy con này giữ lại bán 700-800 nghìn thoải mái bay luôn. Nhưng mà em thích ở trong kiện là đồng giá luôn cho nó dễ. 6572 cân nặng 60-70 nhá. Ui hết The North lại Adidas. Hôm nay toàn Adidas, Nike, The North. 42, rộng vai 46, rộng vai 44, dài 61 và độ rộng 46. Chúng ta có một con Adidas màu xám, 3 vạch trắng. Con này 1m68 trở xuống và cân nặng dưới 64kg nhé. Một con nỉ rất đẹp của Adidas. Vẫn là tem, tiếc các thứ đầy đủ. Đây, tem đọc được từng chữ tem mới lắm. Nỉ chân cua. 43, chúng ta sẽ đến với The North Face. 50 là rộng vai, 63 là độ dài và 60 là độ rộng bụng. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70, hàng của The North Face. Chính hãng. Anh em mà đi mua mấy con này mà mua mới ấy, thậm chí còn không tìm được hàng luôn. Này tem chống hàng giả The North này. Mã tiếp theo là mã 44, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Jeep. Chỉ có nỉ của Jeep là nó không in nhiều logo thôi, nó in mỗi chữ Jeep ở đằng trước ngực. Đây. 6572 cân nặng 60-70 với rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng là 57 cả. Con này đến 75kg vẫn mặc được đấy. Một con nỉ rất đẹp, màu xanh nhạt của Jeep. Đây, đẹp chưa? Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã 45, chúng ta sẽ đến một em Fila Basic nhá. Fila
rộng vai 49, dài 68, 69 và độ rộng 52, 65, 72 cân nặng 60, 68, hàng Fila. Con này cũng là nỉ dày nhá, hợp mùa đông hơn. Đẹp, kinh khủng luôn. Đây này, tem tác đầy đủ nhá. Em chả muốn giấu cái gì đâu. Nói chung là clip lên sao thì hàng nhận vậy đây anh em. Bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship. 46 chúng ta sẽ đến với một con của Panskos. Tem đẹp không? Đây. Chỉ cần một sản phẩm nhấc lên này thôi đã đủ để cho thấy là cả kiện nó đẹp như thế nào. Đây này. 6572 cân nặng 60 70, rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 52, hàng của Panskos. Nỉ chân cua. Tem mới đét này. Đó. 47 chúng ta sẽ đến với gớt. Rộng vai 50, dài 68 và độ rộng bụng sẽ là 51. Cái hôm em mở con này ra em tưởng nó của Kenzo cơ, bởi vì cái hình đằng trước này làm chi tiết chưa. 6572 cân nặng 60 68 ạ. Nỉ. Xám lông chuột nhá, màu bán chạy nhất của nỉ mọi năm. Mã tiếp. Aniquilo với mã 48, rộng vai 54, dài 73. Hả? Gu. Gu à? Tại tem trên là giống nhau. 48 chúng ta sẽ đến với gu nhá. 6572 cân nặng 60 70. 98%. Thậm chí bo tay còn chưa bị ảnh hưởng gì cả luôn. 6572 cân nặng 60 70 mặc giúp em hàng của gu. Sao biết của gu? Lúc là biết à? Mã tiếp theo là mã 49 ấy. New Balance màu xanh. 6572 cân nặng 60 65 đấy nhá. Rộng vai 46, dài 66 và độ rộng 51. Rộng vai con này có 46 thôi, thế nên là mặc đến khoảng 60 đến 65 kg mặc là đẹp nhất. Nỉ chân cua. Đường kim mũi chỉ chính hãng đẹp dã man luôn. Cuối rồi à? Nhanh đấy. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một em Giordano với mã 50. Nhanh tay giúp em nhá. Rộng vai 52, dài 63 và độ rộng 51. 6572 cân nặng 60 70. Chia sẻ nốt câu chuyện này. Dù rằng thế giới ngoài kia nó như thế nào thì nhà em vẫn phải săn hàng. Anh em hiểu vấn đề không? Tức là vấn đề của nhà em vẫn là không đủ để phục vụ khách hàng. Và chính vì thế nên là vẫn phải săn. Em biết cái giá trị của em trong cái việc mở hàng này là như thế nào. Em cũng là thằng mở sớm và thậm chí là thằng mở nhiều nhất thời điểm hiện tại. Chính vì thế nên là tất cả những con hàng này đều phải săn hết nhá. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai. Và ngày mai thì chúng ta cũng chưa biết lên gì đâu. Bây giờ em không hứa trước nữa. Bye bye.